Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 7148941177. Trở lại với tin tức thời sự thế giới, ngày 7 tháng Giêng tháng 1 là ngày Giáng sinh của người theo chính thống giáo. Và tối thứ sáu là tối đêm Giáng sinh Christmas Eve. Và đây là hình ảnh gửi về từ Ukraine, thành phố Lviv, nơi có thể nói là an bình nhất ở Ukraine. Bởi vì Lviv nằm sát với biên giới của Ba Lan, nó quá xa đi. Cho nên Nga cũng nỗ lực, cũng có lần bắn những cái hỏa tiễn tầm xa tới. Nhưng mà đó là lý do mà rất đông những người tị nạn ở Kyiv, ở Kharkiv vân vân, hoặc là ở phía đông của Ukraine á, họ chạy tị nạn, họ chạy về thành phố Lviv. Và vì thế chúng ta mới thấy được các nhà thờ chính thống giáo của người Ukraine, và họ làm dấu thánh giá ngược, quý vị, đó là chính thống giáo. Thì Ukraine với Nga và rất nhiều các quốc gia vẫn theo chính thống giáo, và họ chọn cái ngày Giáng sinh là 7 tháng 1. Và hình ảnh này để cho thấy rằng bên phía Ukraine, ở các thành phố an bình đó, các nhà thờ chính thống giáo hiện nay vẫn làm lễ Giáng sinh. Trong khi đó thì ông Putin Nga ngày hôm qua tuyên bố là yêu cầu, ông đã ra lệnh và yêu cầu bên phía Ukraine đáp ứng với lệnh ngừng bắn trong vòng 36 giờ đồng hồ. Để hai bên, hôm nay đó thì Putin, bên phía tướng của Nga đã giải thích đó, họ nhận được yêu cầu của vị giáo chủ chính thống giáo nhà thờ ở Moscow đó, nói đây là dịp Giáng sinh thì hãy tạm thời ngừng bắn để những con chiên có thể đi nhà thờ và tạm thời an bình cho Ukraine và Nga. Thế nhưng Tổng thống Zelensky đã bác bỏ yêu cầu này. Ông nói đây chỉ là những lời dối trá. Nếu mà thực sự ngừng bắn thì không thể nào vừa nói yêu cầu ngừng bắn mà tiếp tục thực hiện những cái ý đồ. Và ông cho rằng ý đồ này có nghĩa là Putin và tướng của Nga lợi dụng tình hình này qua những lời nói láo để tập trung binh sĩ. Bởi vì không có ngừng bắn thì dễ dàng chuyển quân Nga đi tới các chiến địa quan trọng hơn. Và vì thế Ukraine ngày hôm nay bác yêu cầu để ngừng bắn. Vẫn xảy ra những vụ đụng độ lẻ tẻ ở vùng Donbass, ở phía đông của Ukraine, thưa quý vị, trong ngày hôm nay. Và người ta đã chờ đợi xem có những cái vụ tấn công nào khác của phía Nga hay không. Nga thì khẳng định sáng ngày hôm nay họ đã không bắn bất cứ một hỏa tiễn nào, và lệnh ngừng bắn này sẽ kéo dài trong vòng 36 giờ tới. Nhưng mà bên phía Ukraine thì không đồng ý. Người dân thì có vẻ hy vọng, họ vẫn sợ, bởi vì họ nói rằng ngay trong lúc này ở tại các thủ đô Kyiv hoặc là các thành phố lớn đó, họ ra đường mà đi dự thánh lễ thì họ sợ xảy ra những cái vụ tấn công. Nhưng ngấm ngầm thì những cái vị mà giáo chủ của chính thống giáo đó, họ vẫn tổ chức các thánh lễ. Có nơi thì họ làm ở dưới hầm trú ẩn, còn những nơi nào mà an toàn, chẳng hạn như thành phố Lviv, quý vị đang nhìn thấy đó, hình ảnh của binh sĩ Ukraine bảo vệ thành phố này tham gia thánh lễ, mà chúng ta cũng chưa thấy có thường dân. Thường dân thì họ cũng ngại ngùng, vì thế họ muốn làm lễ riêng. Có nhiều người đó ăn mừng Chúa Giáng sinh trong nhà của họ hoặc ở dưới hầm trú ẩn trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, quay trở về với lại tin tức cập nhật về cái tên nghi phạm mà đã giết 4 sinh viên ở trường đại học Idaho đó. Thì
Bởi vì cái những cái record từ tòa án nó vẫn chưa đưa ra đầy đủ thông tin mà bây giờ người dân họ đang rất là muốn biết. Thứ nhất là bằng cách nào mà cái tên này đó đi vào nhà giết 4 sinh viên mà phía cảnh sát họ cứ liên tục nói là không có dấu vết cửa bị cậy hay là bị phá. Bây giờ cái chi tiết đó vẫn chưa được làm sáng tỏ thưa quý vị. Và phía người thân của 4 nạn nhân đó cũng như là công chúng muốn biết là y có mối quan hệ gì với một trong 4 nạn nhân hay không, hay là tự dưng y thấy họ trong một cái thời gian dài rồi nảy ra ý định là một ngày sẽ giết họ, thì bây giờ bởi vì y không khai và cái hồi court record thì cũng chưa có đưa ra, cho nên là phía công chúng vẫn rất tò mò. Tuy nhiên có một số nguồn tin từ chính các sở cảnh sát hay là FBI họ có tiết lộ với báo chí với cái điều kiện ẩn danh, thì họ cho biết một số những cái tin tức như thế này. Thứ nhất đó là trước khi mà bắt Brian Kohberger vào ngày 30 tháng 12 đó, thì FBI đã ở trước nhà của tên này ở Pennsylvania và theo dõi y suốt 4 ngày. Một nhóm đặc vụ FBI đó thưa quý vị được cho hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là phải theo dõi y, không được giống như là khuất mắt, bởi vì họ đang chờ lấy cái lệnh bắt giữ, bởi vì một khi có lệnh bắt giữ là phải nhào vào ập vào bắt liền ngay lập tức. Và thứ hai nữa là trong lúc theo dõi y đó không được để sỏng mà phải lấy được những cái món đồ mà họ nghĩ là sẽ lấy được DNA từ cái tên này, là bởi vì có được cái DNA ở trên ở tại hiện trường hung án đó thưa quý vị, nhưng mà không có DNA của chính nghi phạm cho nên chưa có so sánh được. Thì cả một nhóm đặc vụ FBI họ được giao cho hai cái nhiệm vụ đó, thì họ kể trong suốt 4 ngày họ theo dõi đó, họ phát hiện là y liên tục đi chùi rửa cái chiếc xe Hyundai Elantra, đeo bao tay và chùi từ bên trong ra bên ngoài, mà chùi suốt mấy ngày liên tục luôn, nghĩa là y không có muốn để lại bất cứ một cái dấu vết gì. Và có một ngày họ nói là lúc 4 giờ sáng y đem hai cái bao rác ra từ nhà của y, nhưng mà đi qua nhà hàng xóm, nhét hai cái bao rác qua nhà hàng xóm. Thì FBI nói là họ đã lấy hai cái bao rác đó về và giống như là muốn tìm DNA, với nghĩ là y cố tình đi qua nhà hàng xóm quăng như vậy thì nó có cái manh mối gì đó y không muốn mọi người biết. Và cuối cùng phía cơ quan FBI họ nói là chính từ hai cái bao rác này đó họ đã lấy được DNA. Cần phải giải thích thưa quý vị, đó là họ nói là ở hiện trường án mạng đó có một cái vỏ bao thưa quý vị. Quý vị cũng còn nhớ là họ không có tìm được hung khí, nghĩa là khi mà y giết người xong đó y đem cái con dao đi luôn, và đến bây giờ cái con dao này vẫn không tìm được, nhưng mà y đã để lại cái vỏ bao con dao. Thì họ nói là trên cái vỏ bao này đó họ tìm được cái DNA, nhưng mà lại là không phải là DNA của Brian Kohberger, mà họ nói là nó DNA của người cha của cái tay nghi phạm. Cho nên là họ đã đi hai cái bao rác ở nhà của Kohberger đó, họ mới lấy những cái rác đó họ tìm DNA, thì trên đó mới có DNA của Brian Kohberger. Thì nghĩa là có thể bây giờ cái con dao này là của cha của y, y đã lấy con dao của cha mình cho nên không có DNA của y ở trên đó, nhưng mà sau đó đã tìm được DNA của Brian Kohberger thì nó đã trùng khớp. Và bên cạnh đó thì báo chí họ cũng tìm được một cái lời khai của một trong hai cô gái nạn nhân mà sống sót trong cái đêm đó đó thưa quý vị. Quý vị cũng còn nhớ là hai cái cô này đó nói là mình không có nghe gì cả, nhưng thật sự bây giờ không phải. Một trong hai cô đó bây giờ tòa không có cho nói tên ra, chỉ có cái tên tắt là DM. Thì cái cô này đó, cổ đã sống sót một cách rất là thần kỳ, là cổ kể những cái giờ gần sáng sớm đó, khoảng đâu 3-4 giờ sáng, cổ nghe tiếng khóc ở trong phòng của một trong các bạn của mình là những nạn nhân đó. Thì cổ nói là cổ đi đến trước cửa phòng, cổ mở cửa ra thì cổ thấy một cái tên đàn ông rất là cao lớn, mặc đồ màu đen hết luôn, trùm đeo khẩu trang thôi quý vị, cho nên cổ không thấy được mặt, nhưng mà cổ tả được bởi vì cô này cổ cũng cao, cho nên cổ nói là tên này cao hơn cổ rất nhiều, phải từ 5'10" trở lên. Và đặc biệt là cổ nói là bởi vì che mặt cho nên cổ chỉ thấy là một cái đôi chân mày rất là rậm. Và sau đó cổ nói là y nói là không sao đâu, tôi không có làm gì cô cả. Và thật sự
cô đứng đó như vậy, vậy mà y tha mạng cho cổ, y bỏ đi ra ngoài, mở cái cửa sau ra và đi mất tiêu luôn. Cho nên chính vì vậy mà cái cô gái này đã sống sót. Còn cái cô thứ nhì đó thì đến bây giờ vẫn không có thấy báo chí tìm được lời khai gì của cổ với cảnh sát cả. Thì có thể cô thứ nhì thật sự là cổ đã ngủ, cổ không nghe gì hết. Và còn cái cô DM này đã thấy được hung thủ, vậy mà y đã tha mạng cho cổ. Và cũng nhờ cái lời khai của cô thì ít nhất là FBI có được đây kẻ giết người là một người cao lớn và có đôi lông mày rậm. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị theo dõi.